cùng học bài luyện tập. Bài này sẽ giúp chúng mình rèn luyện kỹ năng tính diện tích và thể tích một số hình đã học. Nào, mình cùng làm bài tập thôi. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có thể tích 1,8 mét khối. Đáy bể có chiều dài 1,5 mét, chiều rộng 0,8 mét. Tính chiều cao của bể. Bạn làm đúng rồi.
bạn làm đúng rồi. Một khối nhựa dạng hình lập phương, có cạnh dài 10 cm. Và gấp đôi cạnh khối gỗ cũng hình lập phương. Hỏi diện tích toàn phần của khối nhựa gấp mấy lần diện tích toàn phần của khối gỗ? Bạn làm đúng rồi. Bạn làm đúng rồi.
bạn làm đúng rồi. Bạn làm đúng rồi.